Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn. Các bạn biết rằng bây giờ đang là mùa mận nhé, mà một trái mận thơm ngon chúng ta rất là hay được ưa chuộng, nhất là đối với chị em phụ nữ. Trái mận nó có vị chua chua ngọt ngọt, là rất là dễ chịu, chị em phụ nữ rất là ưa thích nhé. Trái mận chữa được rất nhiều bệnh độc đáo nhưng mà ít người biết đến cách dùng nó. Và hôm nay thì trong video này thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn ạ. Không chỉ trong đông y dùng trái mận để chữa bệnh mà của cả các nước nhé. Hiện đại cũng đã cho thấy rằng ăn mận sẽ giúp phòng ngừa nhiều bệnh tiểu đường hay tim mạch, ung thư các bạn ạ. Cho nên được sử dụng trái mận rất là nhiều và rộng rãi. Mận chứa nhiều chất dinh dưỡng quý tốt cho sức khỏe. Mận là một loại quả hết sức thông dụng trong đời sống của người Việt, nhất vào khi vào mùa hè thì trái mận đang là chính vụ, vừa dễ ăn vừa ngon và lại giá thành hợp lý các bạn ạ. Không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ nhé. Tết của người Việt là Tết mùng 5 tháng 5, gọi là Tết Đoan Ngọ ấy, gọi là Tết giết sâu bọ, thì chúng ta thường là ăn trái mận. Và như thế nó lại còn là một vị thuốc rất độc đáo trong y học cổ truyền ạ. Mận chứa chất xơ và các chất có giá trị dinh dưỡng cao như protein, vitamin C, canxi, sắt. Mận chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học giúp ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường và tim mạch có liên quan đến tình trạng như là béo phì các bạn ạ. Tác dụng của mận đối với sức khỏe nhá, thì thứ nhất là giảm sự hấp thụ cholesterol, hàm lượng vitamin C cao trong quả mận ạ. Giúp ngăn ngừa cholesterol bị oxy hóa trong động mạch và đào thải những cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy, ăn mận có thể ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch hay viêm xương khớp, viêm dạng khớp dạng thấp hay là hen suyễn nhé. Đó là những tác dụng rất là tốt ạ. Thứ hai là chống ung thư. Trong quả mận có chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng trung hòa các gốc oxy gây ra ung thư và phá hủy tế bào. Vitamin C và chất xơ trong mận giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh ung thư ruột kết hiệu quả. Thứ ba là tốt cho tim mạch. Mận rất là giàu kali, có thể điều chỉnh huyết áp và làm giảm đáng kể nguy cơ bị đột quỵ ạ. Tăng cường sự hấp thu sắt, vitamin C cao trong mận giúp hấp thu được chất sắt rất là hiệu quả, đồng thời tăng khả năng chống lại bệnh tật ở những người bị nhiễm trùng cơ thể các bạn ạ. Đó là thứ tư nhé. Thứ năm là tốt cho tiêu hóa. Mận chứa rất nhiều chất xơ, là những chất cực tốt cho cơ quan nội tạng. Ăn nhiều mận sẽ giúp chúng ta điều hòa được nhu động ruột và giảm nguy cơ bị táo bón. Đối với những người bị táo bón nhé, nhất là trẻ nhỏ hay là chị em phụ nữ đang mang bầu. Thứ năm là tốt cho mắt nhé. Thứ sáu ạ, tốt cho mắt, mình xin lỗi nhé. Ngoài vitamin C ra, mận còn chứa beta carotene, là một trong những chất đặc biệt có lợi cho mắt. Ăn mận giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh như thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh về mắt có thể dẫn tới mù lòa đối với những người cao tuổi nhé. Cho nên chúng ta có thể sử dụng những loại trái cây vào đúng mùa thì rất là tốt đối với sức khỏe các bạn ạ. Kinh nghiệm chữa bệnh của cổ nhân thì y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh độc đáo nhé. Mận có vị chua, tính bình, có công dụng thanh can, điều nhiệt và sinh tân lợi thủy. Thường dùng để chữa các chứng như bệnh hư lao, ấm hư lộ nhiệt, môi khô, họng rát, họng khát ạ, và thủy thủng nhá, tiêu khát và tiểu tiện bất lợi. Các bộ phận của cây mận như là quả, rễ, nhựa hay là vỏ, lá, nhân hay hạt mận đều có tác dụng chữa bệnh các bạn ạ. Các bạn mua mận về thì chúng ta nhé sẽ rửa sạch bằng nước và sau đó chúng ta có thể ngâm nước muối một lúc các bạn nhé. Trái mận rất là ngon như thế này.
Xoay cái là chúng ta sẽ lấy được cái phần mận, thịt mận ra, phần hạt riêng và thịt mận riêng nhé. Đấy. Bài thuốc chữa bệnh từ mận là có tác dụng chữa bệnh nhé, như là tiểu đường, trái mận tươi các bạn rửa sạch, bỏ hạt đi, lấy nước tức là bỏ hết cái phần hạt như này, chúng ta sẽ ép lấy nước uống nhé. Uống ngày 3 lần, mỗi lần khoảng độ 1 thìa canh sẽ giúp cho bệnh tiểu đường của chúng ta kiểm soát được mức độ đường huyết rất là tốt ạ. Thứ hai là chữa chứng hay khô miệng nhé. Mận tươi một lượng vừa đủ, các bạn cũng rửa sạch, bỏ hạt đi rồi ngâm với đường trắng trong 2 tuần, tức là mận ngâm đường đấy các bạn ạ. Ngày chúng ta ăn 2 lần, mỗi lần khoảng 5 quả mận như thế này khi chúng ta đã ngâm qua đường rồi nhé. Thứ ba là chữa cổ trướng do xơ gan nhé. Hằng ngày các bạn nên ăn một lượng mận thích hợp sẽ tốt cho tình trạng bệnh ạ. Thứ tư là táo bón. Các bạn dùng cho mình 400g quả mận khô với 100g mật ong đem ngâm với 1,8 lít rượu trắng. Sau 2 tháng các bạn sẽ dùng, mỗi lần dùng thì khoảng 10ml và ngày chúng ta dùng 2 lần nhé. Và bệnh thiếu máu nên ăn mận khô hoặc mận tươi ạ. 6 là thanh nhiệt giải nóng nhé. Nước mận, nước dưa hồng, nước nho mỗi loại 10g thì chúng ta đều và chúng ta uống nhé, làm hòa đều tan đều ạ. Thứ 7 là kém ăn, mận tươi vài quả với khoảng 6g ngò khô nhai ăn trước bữa ăn mỗi bữa hàng ngày ạ. Và thứ 8 là làm đẹp da, các bạn dùng cho mình 250g mận ép lấy nước trộn với 250ml rượu gạo, cho vào lọ đậy kín, rồi chúng ta dùng ngày dùng 2 lần, mỗi lần 10ml ạ. Mận tốt đối với sức khỏe nhưng chúng ta chỉ ăn từ nhiều, tức là từ 3 đến 4 quả hoặc là nhiều hơn là 6-7 quả thôi nhé, không ăn quá nhiều mận các bạn ạ, sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu các bạn ăn mận ấy, không nên kết hợp với thịt chim sẻ hay thịt hoẵng hoặc là trứng vịt nhé. Hoặc với mật ong có thể làm tổn thương ngũ tạng các bạn ạ, cho nên chúng ta không nên kết hợp với những loại đó. Và những người hạn chế ăn mận nhé, những người đang bụng đói không nên ăn mận, có thể gây cồn cào khó chịu ạ. Phụ nữ có thai có thể bị phát ban nhé, hoặc là người bị bệnh thận, sỏi tiết niệu, trong mận chứa oxalat có thể gây sỏi thận hay là sỏi bàng quang ạ. Người có cơ địa nhiệt hay là nóng nhé, có thể gây nhiệt miệng, mụn nhọt. Và người bị bệnh dạ dày, mận có tính axit cao nên chúng ta cũng không nên ăn mận hay làm hỏng men răng nữa các bạn ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.